VTV Cup năm nay có 6 đội bóng khách mời, đến Việt Nam sớm nhất là đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Với tuổi đời đều chỉ vào khoảng 19-20 thì các cô gái Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gây ấn tượng bằng thái độ chuyên nghiệp của mình trong tập luyện. Ghi nhận của phóng viên Đình Khang. Đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là đội nước ngoài đến Việt Nam sớm nhất. Các đội thể thao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên luôn nổi tiếng vì tính kỷ luật, và các cô gái này cũng vậy. Sơ là những khẩu lệnh ngắn mà chúng tôi tự đặt với nhau. Nó có nghĩa là cố gắng lên nào, tất cả sẽ đều phải nói câu này, dù có tập hay không, để không ai bị mất tập trung cả. Các cầu thủ của chúng tôi không có chiều cao có tốt, nhưng lại khá nhanh nhẹn. Chúng tôi muốn phát huy điểm mạnh đó. Các bài tập cũng luôn hướng tới điều này. Như cách chúng tôi chia thành hai đội đuổi theo bóng vậy, nó giúp các cầu thủ nhanh nhẹn hơn là chỉ đứng tập với bóng, vì họ sẽ phải phản ứng thật nhanh. Trong đội hình của chúng tôi, chỉ có hai cầu thủ đã từng ra nước ngoài thi đấu các giải quốc tế. Còn lại với nhiều cầu thủ khác, thì đây là lần đầu tiên. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thật kỹ để các cầu thủ phát huy được khả năng của mình ở những trận đấu chính thức. 1번, 2번, 3번은 돌면서